lộ bằng chứng Hoàng Thùy Linh đi du lịch cùng gia đình Jule. Dù Hoàng Thùy Linh cố tình ngồi ở ghế sofa nhưng vẫn bị lọt vào khung ảnh khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Jule và Hoàng Thùy Linh là một trong những cặp đôi tin đồn được dân tình đẩy thuyền cực nhiệt tình vì quá đẹp đôi. Đặc biệt, gần đây Hoàng Thùy Linh và Jule còn 5 lần 7 lượt bị soi bằng chứng đang sống cùng nhau, khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Giữa lúc nghi vấn sống chung nhà còn chưa hạ nhiệt, cô Mị và Jule còn tiếp tục tự để lộ cả rồ hin đi biển cùng nhau. Chuyện là trong khi hội bạn thân Minh Hằng, Khả Ngân đang cùng nhau tụ tập đi du lịch thì Hoàng Thùy Linh và Jule lại được cho là đánh lẻ khi check-in ở một khu resort khác. Vướng tin hẹn hò 77, 49 lần nhưng Jule và Hoàng Thùy Linh vẫn nhất quyết không lên tiếng phản hồi. Tuy nhiên, trong mắt các fan lẫn cư dân mạng, cả hai đã được mặc định là của nhau. Bởi thế, họ càng hào hứng tìm thêm bằng chứng hẹn hò để đến một ngày đẹp trời nào đó, cặp đôi sẽ phải thừa nhận chuyện tình yêu. Cụ thể, trên mạng xã hội vừa chia sẻ những hình ảnh Jule cùng đi du lịch với đại gia đình của cô. Nữ ca sĩ vui vẻ chụp ảnh cùng các thành viên với trạng thái vô cùng thoải mái và vui vẻ. Thế nhưng, nhìn bên phải bức ảnh lại thấy thấp thoáng bóng dáng một người con gái quả ư là thân quen. Cư dân mạng lập tức zoom kỹ vào bức ảnh, hóa ra nhân vật này chính là Hoàng Thùy Linh. Cô diện bộ pyjama khá dễ thương và đang chăm chú bấm điện thoại trong lúc chờ gia đình Jule chụp ảnh cùng nhau. Đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, Jule đã đưa Hoàng Thùy Linh đi du lịch cùng mình và gia đình. Điều này càng chứng minh mối quan hệ của họ phải đặc biệt đến mức nào mới khiến họ muốn kết nối với gia đình của nhau. Tối đó, nữ ca sĩ để mị nói cho mà nghe đăng loạt ảnh thư giãn về đêm, ngay lập tức dân tình phát hiện căn villa xa xa giống hệt với nơi Jule đăng ảnh vào chiều cùng ngày. Trước kia, Hoàng Thùy Linh và Jule thường lựa chọn góc chụp ảnh khác hoặc đăng không cùng thời điểm để tránh sự chú ý của các thám tử showbiz. Nhưng lần này cả hai phá lệ khi để lộ loạt chi tiết nhìn phát là thấy ngay sự trùng hợp. Sau hình ảnh nói trên, dân tình tiếp tục khui ra được đoạn clip cực dễ thương khi Jule trúng tủ câu hỏi liên quan đến Hoàng Thùy Linh trên game show truyền hình. Khi được Trường Giang đặt câu hỏi, Hoàng Thùy Linh đã thay bao nhiêu trang phục trong MV Duyên Mét, Lâm Vĩ Dạ đã gợi ý cho Jule câu trả lời là 9 bộ. Tuy nhiên, Jule lại lựa chọn không tin vào đáp án của Lâm Vĩ Dạ. Cuối cùng, đây là một sự lựa chọn chính xác. Sau đó, Trường Giang hỏi thêm, em nghĩ là con số mấy, khiến Jule liền trả lời là 8 bộ trang phục, trùng khớp với đáp án cuối cùng của chương trình. Câu trả lời cho thấy sự am hiểu Hoàng Thùy Linh không phải dạng vừa của Jule hậu nghi vấn hẹn hò khiến dân tình vô cùng thích thú. Trong dịp Giáng sinh vừa qua, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào của Hoàng Thùy Linh và Jule. Đó là dịp Giáng sinh vừa qua, Hoàng Thùy Linh và Jule đã cùng hội bạn thân tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại gia, cả nhóm ngồi quây quần bên nhau và bóc quà. Tuy nhiên điều khiến công chúng chú ý nhất chính là những khoảnh khắc tình tứ giữa Hoàng Thùy Linh và Jule. Cả hai liên tục nhìn nhau cười ngọt ngào, Jule thậm chí còn thoải mái tựa vào vai Hoàng Thùy Linh, đáp lại nữ ca sĩ cũng có vô số hành động dễ thương trước mặt Jule và cả hội bạn thân. Động thái của cặp đôi tin đồn này khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Đây cũng là lần hiếm hoi Hoàng Thùy Linh và Jule có khoảnh khắc chụp cùng sau thời gian dài hạn chế xuất hiện cùng nhau. Hoàng Thùy Linh chia sẻ cô muốn mọi người tập trung vào sự nghiệp của cô hơn là chăm chăm vào cuộc sống nên giữ kẻ cho mình lẫn Jule. Hoàng Thùy Linh tâm sự, chuyện tôi và Jule yêu nhau cũng giống như những nghi vấn trước đây của tôi thôi. Tôi sống trong showbiz này mười mấy năm rồi. Trong thời gian đó, tôi đã bị nghi vấn với rất nhiều người. Bởi vậy, tôi không muốn nói nhiều về Jule cũng như những người từng bị nghi vấn có tình cảm với tôi trước đây. Giả dụ sau này đám cưới tôi thì tôi sẽ nói nhiều về người bạn đời của mình, chứ trong công việc, tôi không muốn lấy câu chuyện cá nhân của mình ra để PR cho sản phẩm.